thì chứng khoán và bất động sản và ngân hàng thực chất ra là những cái bình thông nhau. Và khi mà bạn đầu tư vào chứng khoán hay bất động sản thì bạn sẽ phải biết được cái nguyên lý, những cái đặc điểm cơ bản của chứng khoán bất động sản. Thì ngày hôm nay Thái Phạm sẽ chia sẻ với các bạn về câu chuyện là vậy thì đặc điểm của đầu tư chứng khoán là gì, đặc điểm của đầu tư bất động sản là gì, và bạn sẽ thấy rằng là bạn sẽ phù hợp với kênh nào hơn, và một số lời khuyên của tôi dành cho câu chuyện là bạn nên dành cái tiền chúng ta đầu tư vào chứng khoán hay là đầu tư bất động sản. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh channel của Thái Phạm. Và tôi xin tự giới thiệu các bạn, tôi là Thái Phạm. Tôi là nhà đầu tư, nhà kinh doanh và là nhà sáng lập của cộng đồng Happy Life đầu tư và thịnh vượng. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề. Chủ đề này đang được rất nhiều những bạn trẻ thuộc kênh channel của tôi quan tâm. Đó là câu chuyện chúng ta nên đầu tư vào chứng khoán hay chúng ta nên đầu tư vào bất động sản hay những tài sản khác như thế nào. Cái câu chuyện là chứng khoán hay bất động sản hay là các tài sản khác giống như vàng, ngoại tệ hay là Bitcoin hay là những cái tài sản khác thì tôi sẽ giải đáp thắc mắc trong cái video này. Bởi vì thực tế ra trên thế giới hiện nay á, và lâu đời hàng trăm năm nay đều chỉ có hai cái phương pháp đầu tư, hai cái cách thức đầu tư lớn, đó là một là đầu tư vào bất động sản, hai đầu tư vào chứng khoán. Sau này thì có những cái hình thức phái sinh khác nhưng nó vẫn có xoay quanh tựu chung là cái cơ bản, cái nguồn gốc ban đầu của nó, đó là chứng khoán hoặc là bất động sản. Thực chất ra là chứng khoán và bất động sản nó là hai cái bình thông nhau, cùng với lại cái bà đỡ mẹ của ngân mẹ đỡ hay là bà đỡ của nền kinh tế, đó là ngân hàng. Ngân hàng là người support, hỗ trợ cho cả chứng khoán và cả bất động sản. Thì chứng khoán và bất động sản và ngân hàng thực chất ra là những cái bình thông nhau. Và khi mà bạn đầu tư vào chứng khoán hay bất động sản thì bạn sẽ phải biết được cái nguyên lý, những cái đặc điểm cơ bản của chứng khoán bất động sản. Thì ngày hôm nay Thái Phạm sẽ chia sẻ với các bạn về câu chuyện là vậy thì đặc điểm của đầu tư chứng khoán là gì, đặc điểm của đầu tư bất động sản là gì, và bạn sẽ thấy rằng là bạn sẽ phù hợp với kênh nào hơn, và một số lời khuyên của tôi dành cho câu chuyện là bạn nên dành cái tiền chúng ta đầu tư vào chứng khoán hay là đầu tư bất động sản. Trước tiên chúng ta hãy nói về chứng khoán trước nhé. Chứng khoán là một cái khoản đầu tư, các bạn đã biết trong cái series chứng khoán A bờ cờ của tôi, và tôi cũng là người biên dịch ra rất là nhiều những cuốn sách về như là Payback Time, ngày đời nợ này, rồi làm giàu từ chứng khoán, Ichimoku, nghệ thuật đầu tư Dundu, hay là lột xác để trở thành nhà đầu tư giá trị, hay rất nhiều những cái cuốn sách chứng khoán khác. Và tôi cũng là người đầu tư đã tham gia thị trường chứng khoán trên 13 năm, 14 năm nay rồi. Thì tôi có thể chia sẻ với các bạn là chứng khoán thực chất ra là một kênh đầu tư hết sức là phù hợp dành cho, thứ nhất là những người mà mới bắt đầu con đường về đầu tư. Thí dụ như lương của bạn là 7 triệu, 10 triệu một tháng mà tôi khuyên bạn đầu tư ngay về bất động sản thì thực sự nó rất là khó. Bởi vì chứng khoán thì nó có thể là quan trọng nhất của nó là gì? Nó dành cho những người ít vốn. Còn bất động sản thì bạn phải có một cái vốn tương đối là đủ to ngay từ đầu. Đấy, thì cái kênh đầu tiên đối với chứng khoán đó là gì? Chứng khoán là dành cho người ít vốn, ít vốn hơn so với bất động sản rất là nhiều. Thí dụ như nếu bạn có 3 tỷ, 5 tỷ thì bạn có thể có sự lựa chọn giữa câu chuyện là bạn đầu tư một là chứng khoán, hai là bất động sản. Có những người sẽ thiên về bất động sản nhiều hơn, có người thì sẽ thiên về chứng khoán, tùy cái tính cách của mỗi người. Nhưng điểm đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là chứng khoán thì nó dành cho những người ít vốn, đầu tiên là như vậy. Cái thứ hai nữa là học hành về chứng khoán nó sẽ khó hơn so với học hành về bất động sản. Chứng khoán là các bạn bắt đầu phải học về FA này, Fundamental Analysis, tức là những yếu tố phân tích cơ bản của một cổ phiếu. Bạn hiểu về ngôn ngữ kinh doanh, đó là những cái ngôn ngữ của cái bảng cân đối kế toán này, của báo cáo về thu nhập lời lỗ này, rồi bạn phải hiểu về báo cáo về lưu chuyển tiền tệ, cũng như đọc về giải trình về báo cáo tài chính, đúng không? Bạn phải hiểu được những chỉ số cơ bản, 11 bộ chỉ số theo quy tắc 4M của Payback Time, ngày đòi nợ, của Rule Investing làm sao. Rồi bạn phải hiểu về quy tắc về Can Slim như thế nào, về trường phái đầu tư tăng trưởng như thế nào. Thì bạn phải hiểu được về cái Fundamental Analysis, FA, và đồng thời bạn hiểu TA có nghĩa là Technical Analysis, có nghĩa là về phân tích kỹ thuật của một cổ phiếu. Tức là về mặt chứng khoán thì dành cho người ít vốn, nhưng đòi hỏi bạn phải hiểu rất là sâu về cái câu chuyện là doanh nghiệp mình đầu tư là cái công doanh nghiệp nào, lĩnh vực kinh doanh, triển vọng ngành nghề, cũng như lợi thế cạnh tranh của nó ra làm sao. Trong khi bất động sản thì bạn sẽ phải để ý một cái cách khác, đó là bạn để ý xem là về hạ tầng, về quy hoạch, về pháp lý,
về tính thanh khoản của bất động sản, hay là bất động sản này còn có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai hay không. Thì đối với lại cái thị trường chứng khoán hay là cái kênh đầu tư về chứng khoán, nó đòi hỏi bạn phải đầu tư rất là nhiều thời gian công sức vào. Và bạn nên nhớ đặc điểm thứ hai của bất động sản của chứng khoán, đó là bạn phải tìm hiểu khá là nhiều và chi tiết và phức tạp hơn so với bất động sản, đúng không? Và đặc điểm thứ ba đối với chứng khoán đó là gì? Chứng khoán thì nó có một thứ rất là vui, đấy là sản phẩm của nó rất là đa dạng. Có hàng ngàn các công ty trên sàn chứng khoán Việt Nam, từ là sàn Upcom, sàn OTC này, sàn về HNX tức là sàn Hà Nội này, rồi sàn HOSE tức là sàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có những sản phẩm rất là đa dạng, từ những công ty blue chip, công ty mid cap, hay là công ty blue chip là công ty lớn tồn tại lâu đời và có thương hiệu rồi. Cái công ty mid cap là cái công ty vốn hóa trung bình của thị trường. Đấy. Rồi cái công ty penny là những công ty mà cổ phiếu rác, hay là những cái cổ phiếu nó không hay. Tất nhiên tôi không khuyên các bạn đầu tư vào công ty penny hay là cổ phiếu rác, tùy cái cơ hội của bạn có là cái gì. Tuy nhiên tôi muốn nói với các bạn là đặc điểm đối với thị trường chứng khoán, đó là thị trường chứng khoán nó có sản phẩm rất là đa dạng. Tất nhiên tôi không khuyên các bạn đầu tư vào phái sinh, nhưng chứng khoán nó còn có thêm phái sinh này, có cover warrant tức là chứng quyền á, có nhiều thứ lắm. Thành thử ra là chứng khoán thì bạn sẽ thấy, đến với chứng khoán bạn sẽ thấy một cái thế giới rất là nhiều những sản phẩm phù hợp với dòng tiền của bạn. Tuy nhiên bạn đầu tư thắng hay không đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, tôi sẽ chia sẻ với các bạn sau. Rồi đặc điểm tiếp theo của thị trường chứng khoán bạn cần phải phân biệt trước khi bạn trả lời câu hỏi là chứng khoán hay bất động sản là thứ mà bạn sẽ đầu tư, đó là chứng khoán nó có những cái bảng giá hàng giây, hàng phút, hàng giờ và hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Nó khác với là bất động sản, là bất động sản nhiều khi nó sẽ không có cái bảng giá niêm yết với bạn hàng giây, hàng phút, hàng giờ. Đó, thì chứng khoán thì lại có một cái là cái cảm giác là xanh, vàng, đỏ, tím rồi sàn, đúng không? Nó có rất là nhiều những cung bậc cảm xúc hiện lên trên cái bảng điện, gọi là bảng giá chứng khoán điện tử hay là bảng giá chứng khoán thông minh. Các bạn nếu muốn xem và tìm hiểu về bảng giá chứng khoán thông minh thì hãy xem cái video về cái chứng khoán ABC phần 1, phần 2 của tôi ha, để các bạn có thể hiểu là cách chúng ta đọc cái bảng điện chứng khoán như thế nào. Và muốn tìm hiểu sâu hơn thì hãy xem xuyên suốt cái chủ đề chứng khoán ABC những phần 3, phần 4, phần 5, phần 6, phần 7 ha. Thì rất nhiều những cái chủ đề có thể về chứng khoán là các bạn học hỏi và bạn kết hợp với đọc sách nữa. Nhưng chứng khoán nó có cái bảng điện hàng ngày như vậy, nó sẽ làm cho các bạn cảm xúc hơn rất là nhiều. Nó khác với lại bất động sản, nó nhiều khi bạn mua xong bạn để đó, bạn không cần phải quan tâm, bạn chỉ nghĩ rằng là cái tương lai của cái bất động sản này là cái mà sẽ mang lại cái dòng tiền cho bạn, bởi vì là cái cơ sở hạ tầng ở đó sẽ phát triển. Thứ hai nữa là cái câu chuyện đó là cái mảnh đất đấy thì dân cư sẽ sinh sống nhiều hơn, vân vân và vân vân. Hoặc là cái căn hộ đó mình đầu tư thì mình để cho con cái mình cho thuê, chứ mình không nghĩ rằng mình sẽ bán nó. Thôi bạn không quan tâm đến câu chuyện là giá ngày hôm nay của nó là bao nhiêu, đúng không ạ? Thì đấy là cái đặc điểm mà thứ tư mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, đó là cái chứng khoán nó có những cái bảng giá hàng ngày như vậy, nó tạo ra cái cảm xúc. Rồi đối với chứng khoán thì những phong cách đầu tư cơ bản của nó là gồm những phong cách như thế nào, gồm những sản phẩm đa dạng. Thứ nhất là bạn có thể đầu tư giá trị, hoặc như tôi không gọi là đầu tư giá trị mà tôi gọi là kinh doanh dài hạn. Cái thứ hai mà các bạn phải suy nghĩ đó là bạn kinh doanh ngắn hạn, tức là bạn đầu tư theo phong cách là lướt sóng. Thứ ba là bạn đầu tư theo tăng trưởng. Thứ tư là bạn đầu tư theo dạng là để ăn cổ tức. Rồi bạn có thể là đầu tư vào những ngành nghề có tính chu kỳ, vân vân, đúng không? Hay là bạn theo giao dịch để kiếm sống hàng ngày. Cá nhân Happy Life và bản thân tôi thì cũng có dịch khá là nhiều những cuốn sách, chẳng hạn như là Day Trade for Living, tức là bạn có thể giao dịch hàng ngày để kiếm sống. Thì những cái này nó dành cho dân pro, tức là những người chuyên 100% thời gian của mình vào công việc đầu tư chứng khoán, thì các bạn có thể đầu tư vào cái này. Thì chứng khoán nó là công việc bạn có thể là hoạt động với tư cách là vốn nhỏ, rồi sản phẩm đa dạng, đúng không? Rồi các bạn có thể có cái bảng điện theo dõi hàng ngày, nhưng bạn nên nhớ là kiểm soát cái cảm xúc của mình. Rồi bạn sẽ có những phong cách đầu tư rất là khác nhau và bạn phải học hỏi rất là nhiều thứ. Còn bất động sản thì sao? Bất động sản thì dành cho người là có vốn tương đối to một chút ngay từ đầu, rồi sản phẩm của nó cũng kém đa dạng hơn. Bất động sản thì chỉ có những cái sản phẩm như sau này. Các sản phẩm thứ nhất là một là căn hộ. Căn hộ bạn có thể mua để mà đầu tư lướt sóng, hoặc là căn hộ mua để ở, căn hộ mua để cho thuê, đúng không? Rồi bạn có đất nền, đất biệt thự, đất nhà phố, đất dự án. Rồi bạn có những cái gì đó, bạn có thể là thuê mua nhà nát, hoặc là bạn renovate, tức là bạn trang trí lại nhà cửa và bán lại, đúng không? Rồi bạn có thể là bạn làm công việc là giống như Airbnb, bạn thuê lại cái nhà của người khác, bạn trang hoàng lại rồi bạn cho thuê hàng tháng. Hay là bạn có thể là thuê một miếng đất, bạn xây một cái nhà lên rồi bạn cho thuê văn phòng, hoặc là bạn có thể cho thuê trọ của cái người đi làm hoặc là sinh viên, vân vân và vân vân.
tôi có rất là nhiều những người anh em bạn bè của tôi kinh doanh bất động sản theo hình thức đó. Rồi bất động sản thì thực sự nó phù hợp cho những cái câu chuyện nhìn dài hạn. Nếu mà câu chuyện liên quan đến là nó tiềm năng xa và rủi ro mạo hiểm thì bạn có thể đầu tư vào đất khu đặc khu này, đặc khu trong tương lai thì mọi người tưởng tượng vậy, rồi đất sẽ có hạ tầng bền vững. Còn nếu mà bạn ăn chắc mặc bền, bạn đầu tư vào những nơi mà nó đã phát triển về hạ tầng rồi, thí dụ như ở Phú Mỹ Hưng hay là quận 2 hay là quận 9 chẳng hạn, hay là ở Hà Nội, thì bạn đầu tư xung quanh những nơi đã phát triển hạ tầng rồi thì đất nó sẽ nảy không có cao, nhà cửa nó sẽ nảy không có nhanh, bởi vì ở đó giá trị nó phản ánh vào giá hết rồi, những kỳ vọng nó phản ánh vào giá hết rồi. Còn đối với lại cái việc chúng ta kinh doanh về kỳ vọng, chúng ta kinh doanh về cái tương lai, chúng ta đầu tư vào những nơi mà pháp lý của nó vẫn còn tương đối là rủi ro, hoặc là cái câu chuyện nó nằm xảy ra ở tương lai, ví dụ xung quanh thành phố Hồ Chí Minh là 40 cây hoặc là Hà Nội là 40 cây trong cái bán kính lấy từ lõi trung tâm chẳng hạn, thì đó là những cách mà bạn có thể nhìn vào bất động sản, đúng không? Thế vậy câu hỏi là sau khi mà tôi nói với các bạn xong là về đặc điểm của chứng khoán, về bất động sản, thì bạn sẽ hỏi tôi rằng là anh ơi, anh nói như vậy thì bây giờ em đầu tư bất động sản hay chứng khoán đây? Thì thú thực với các bạn rằng là khi tôi phân biệt với các bạn về đặc điểm như vậy rồi, thì bây giờ bạn phải nói một câu là bạn phù hợp với phong cách nào. Thứ nhất là số tiền của bạn là bao nhiêu, cái thứ hai là thời gian bạn dành ra bao nhiêu, nó phù hợp với tính cách của bạn, chứ nó không quan trọng cái câu chuyện là bạn nên hợp với cái nào. Ví dụ có những người là mình đầu tư bất động sản ấy, giống như tôi, hạn tôi đầu tư bất động sản tôi cũng chả quan tâm đến câu chuyện là bất động sản đấy nó ngày mai giá nó bao nhiêu, mà tôi có một cái target, cái mục tiêu trong đầu, cái miếng đất này tôi mua xong nó để một thời gian 5 năm, 7 năm hoặc 3 năm mà nó lên thì tôi mới bán, hoặc là tôi không mua tôi cứ để đấy trong 10 năm tôi không vấn đề gì cả, đúng không? Thì cái đó là nó phụ thuộc vào là tôi mua bằng tiền nhàn rỗi, rồi cái tiền của tôi nó đủ lớn để tôi có thể làm như vậy, tôi không có chơi cái trò flipping, tức là lướt cái này lướt cái kia. Tùy người, có những người mua bất động sản flipping nó giống như chứng khoán vậy đó, thì nó dựa trên sự phù hợp và cái hoàn cảnh của bạn là số tiền bạn có. Cái thứ hai nữa là để đầu tư chứng khoán bất động sản thành công thì bạn cần phải có những người hướng dẫn, bạn phải học hỏi từ những người giỏi nhất trong nghề. Thí dụ đối với chứng khoán thì bạn phải tìm đến những nhà đầu tư có kinh nghiệm, họ truyền dạy những kiến thức, những kinh nghiệm của mình, của họ thông qua sách vở này, thông qua những bài viết của họ và những khóa học của họ. Thí dụ như bạn có thể học từ tôi hoặc học bất cứ người nào khác mà họ có kinh nghiệm thực chiến thực sự trên thị trường, đúng không? Bất động sản cũng vậy thôi, không phải tự dưng bạn kinh doanh bất động sản thành công đâu. Bạn phải, thứ nhất là bạn phải tìm được cái công ty môi giới bất động sản, hoặc là bạn tìm được cái người mà trong ngành kinh doanh bất động sản lâu năm rồi đó, họ có những cái view, những cái tầm nhìn về bất động sản để bạn có thể học hỏi họ, chứ không phải đơn giản. Kể cả bạn muốn kinh doanh về cho thuê hay là kinh doanh Airbnb hay là đập ra xây nhà nát xây nhà mới, thì bạn phải đều tuyên phải đi theo những người có kinh nghiệm đã. Rồi thứ ba nữa đó là bạn phải tìm cách phân bổ cân bằng giữa hai cái bình thông nhau, bất động sản và chứng khoán. Đối với tôi thì tài sản của tôi phần lớn là dành cho 3 phần. Thứ nhất là công ty này, bất động sản, chứng khoán. Thành thử ra là danh mục của tôi luôn luôn có bất động sản, luôn luôn có chứng khoán. Và các bạn biết rằng là cái việc của tôi đó là tôi cố gắng để trở nên giỏi cả hai cái lĩnh vực này, cộng với lại việc tôi làm business của riêng mình. Đó, thì bạn cố gắng phân bổ. Và khi bạn còn trẻ thì với cái số tiền của bạn, phần lớn những người xem video của tôi là những người trẻ, thì tôi khuyên các bạn là hãy đọc sách và bắt đầu từ chứng khoán trước, sau đó hãy đến cái bất động sản, được không ạ? Và cuối cùng nữa là bạn sẽ hỏi tôi rằng là vậy chứng khoán bất động sản thì như vậy rồi, nó là sự phù hợp, phải tìm hiểu người giỏi, phải học hỏi, và nó phù hợp với cái câu chuyện là từng cái chu kỳ nền kinh tế, bạn phải biết chu kỳ kinh tế rồi, đúng không? Thì bạn sẽ nói là bây giờ cái câu chuyện là anh Thái nói với em là bây giờ vàng có đầu tư được không, Bitcoin đầu tư được không, hay là nên đa dạng như thế nào, thì tôi chia sẻ với các bạn rằng là vàng là một công cụ, nó không phải là công cụ đầu tư, nó chỉ là một nơi để phòng chống cái lạm phát mà thôi. Rồi Bitcoin thì tôi không có dành nhiều, nhưng tôi không đầu tư vào những thứ không có giá trị, trong tôi nói thực sự là không thể quy đổi được, mà nó là giá trị kỳ vọng rất là nhiều. Hiện nay trên thế giới có hàng gần 5.000 cái đồng coin khác nhau rồi, cho nên là đồng coin nhiều như vậy thì tôi cũng không biết là Bitcoin sẽ tồn tại được hay không, hay sau này cái đồng tiền điện tử là Libra của Facebook mà được chấp nhận duyệt, rồi đồng tiền của IMF, đồng tiền của Mỹ nó ra đời ấy, đồng tiền của thế giới nó ra đời, thì Bitcoin còn tồn tại hay không thì tôi cũng không biết, đúng không ạ? Nó phụ thuộc vào rất nhiều cái tư duy của bạn cho tương lai. Tôi thì tôi không biết, cho nên tôi ở trong cái vòng tròn hiểu biết của mình. Vàng là một kênh để phòng chống lạm phát, hàng hóa cũng là một kênh phòng chống lạm phát. Và tôi thì tôi rất ấn tượng với câu chuyện chia sẻ của tiến sĩ Phạm Đỗ Trí, là một người bạn rất là thân của thầy tôi, tiến sĩ Alan Phan, chia sẻ trong cái ngày hội đầu tư năm 2011. Tiến sĩ chia sẻ rằng là: thì đối với tôi, vàng nó là cái mục đích bảo toàn và lần những cái tài sản trú ẩn. Và trong một cái gia đình, con dân Việt Nam kinh qua những kinh nghiệm, quả thật cái chữ tài sản trú ẩn nó là cái gì thật. Thế thành ra suốt đời cứ bà mẹ vẫn là cố vấn giáo sư, chứ chả phải thầy học hay sách vở gì cả.
Thành ra tôi nói với quý vị thế để nói rằng vàng nó phải có ở trong một cái danh mục đầu tư lâu dài, chứ không phải lướt sóng. Tôi mà biết giá vàng ngày mai lên 20, tôi chả ở đây với các bạn làm gì cho phí thì giờ. Tôi ra ngoài tôi bán hết nhà cửa xe cộ, mua luôn 1.000 lạng vàng để ở đến sáng mai nó lên 20 chẳng hạn là giàu to rồi. Tài sản của mình nên chia thành 3 cái rổ khác nhau: rổ về tiền đồng này, rổ tiền vàng và rổ tiền đô, cũng như là tài sản về chứng khoán bất động sản. Thì lúc nào bạn cũng có là các cái rổ về tài sản như vậy, để bạn có thể là bất cứ lúc nào xảy ra thì ví dụ như là có lúc tiền đồng lên giá, có lúc là đô la lên giá, có lúc thì là đô vàng lên giá, có những lúc thì chứng khoán lên giá, có những lúc mà bất động sản lên giá, vân vân. Thì vậy thì chúng ta hãy cân đối cái số tiền này theo cái quy tắc mà các bạn nên đọc cái cuốn sách là Người đàn ông đánh bại mọi thị trường, là cái quy tắc Kelly hay là cái công thức Kelly, đó là công thức bí mật của giàu có, công thức may mắn để thành công. Thì bạn hãy đọc cái đó và bạn ứng dụng và phân bổ tài sản của mình. Tuy nhiên đối với tôi thì cái lời khuyên của tôi dành cho bạn đó là gì? Bạn còn trẻ, thu nhập của bạn chỉ là 7-10 triệu, 15-20 triệu một tháng, thì lời khuyên của tôi là dành tất cả tiền của bạn đầu tư cho chứng khoán. Bởi vì chứng khoán là rất là phù hợp dành cho những bạn có số tiền, số vốn nhỏ, và bạn từ cái đó bạn có thể học hỏi được rất nhiều liên quan bất động sản, rất nhiều liên quan đến vàng, đô và những cái sản phẩm về tiền gửi hay là trái phiếu, vân vân và vân vân, được không ạ? Và khi xem đến đây, tôi nghĩ rằng bạn rất là kiên trì để muốn biết rằng là vậy thì mình phù hợp với lại cái đầu tư cho lĩnh vực nào. Khi bạn có tiền, bạn học hỏi thì bạn sẽ tìm ra thứ phù hợp, và cách thức để tìm ra sự phù hợp đó là thử và học hỏi từ những người giỏi nhất. Hãy mô hình hóa, mô phỏng, tôi gọi là modeling cái người giỏi nhất mà bạn muốn theo và học hỏi theo họ. Đó là cách thức tốt nhất để bạn trở nên giàu có và thành công. Và xem đến đây, chắc hẳn bạn là một người rất là quan tâm đến giàu có và bạn khao khát thành công. Và tôi xin chúc bạn thành công. Và đừng quên, nếu thích cái video này, hãy comment cho tôi biết ở phía dưới bạn thích cái video này ở điểm nào. Và điều nữa đó là gì? Bạn muốn tôi chia sẻ những chủ đề tiếp theo về đầu tư tài chính, về đầu tư cho chứng khoán ở những cái chủ đề nào. Và đừng quên hãy subscribe kênh channel của tôi, nhấn vào nút chuông để bất cứ khi nào tôi ra cái video mới thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả những người khác. Và Thái Phạm xin chúc bạn thành công và xin hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đừng để bỏ lỡ những video và những thông tin mới nhất của tôi. Hãy truy cập trang fanpage Thái Phạm, ấn nút follow và chọn xem trước để không bỏ lỡ những chia sẻ mới nhất của Thái Phạm. Tôi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề tiếp theo.